đây là nhà mới làm giờ nó về mà nó không có cái chỗ để nó quay phim luôn. Mà nhà này hôm nay là ba cửa nổ nên là nó không tập trung vào một nổ nên là quay nó không sướng lắm, không thích lắm. Mình thở nào đây có một nổ này là ba nổ này là nó vào lung tung bay lung tung hết cả nhà phê trần nó cũng nhóc trần cái phần này tôi nói là nhà ông phải tắm rồi mới hết không giống gì anh một nổ á nhập ở đây nó phức này bằng ngoài ý là số để ông nhập rồi từ 1-8 còn chim cũ như mình cái là về vào luôn vô từ từ thì con là con chim nhà mình nhé dạ chim nhà mình nó vào luôn rồi xong bắt đầu là con chim cũ nhà mình nó vào con chim mới bắt đầu le te te nó vào theo chim nhà mình nó lao vô luôn á lao vô còn chim lạ là nó quần đấy nó cũng là mời mỗi căn nhà chỗ nó làm là thường thường chim đến 8 giờ mới hết chim mà đến rồi tối ấy và những cái con như thế này đã đến đây rồi là không còn cơ hội để nơi khác nữa đâu, thấy chưa? Đã đến đây rồi là chỉ có đường vào thôi chứ không đi nơi khác được, nên là nó phải rất là lâu, nhá. Đấy, nhưng con chim mới nó cứ rật đấy, thấy chưa? Còn chim cũ nhà mình nó phát nó nhảy vào luôn rồi. Mỗi lần một con chim mới nhà mình nó vào một cái thì chim cũ nó vào một cái, con chim mới đi vào theo, thấy chưa? Nó lai dài lâu lắm. Thứ hai là cắt nó lắp rồi là ép cái chim xuống nó lỗ thôi. Cô đi vào cái mũi cắn quá. Cô đi vào đi. Tạm mình chỉ gieo tại đây thôi, miền Tây mà đặc sản là mũi mà. Ôi cái này nó cứ thích như này thôi, thắp sáng chiếc voi cho chủ nhà rồi. Không phải suy nghĩ gì đâu. Cứ nay sửa cái này mai sửa cái kia, cứ nghe ông này phát nghe ông kia phát, mỗi lần thay loa mỗi lần đi mua mồi chết luôn. Đây này chả cái gì để nói đâu, nhà này hết không còn cái gì để sửa nữa nha. Cứ vận hành cho khoảng cho tôi khoảng 1 năm đi rồi kết thúc video tại đây. Hẹn khán giả vào kia video kế tiếp. Nhà này này gián đoạn quá không quay liên tục được, còn đào nhiều ông chú ơi.